Hello, hello. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của mình. Mình là Zuma TV đây. Ok luôn, tạo event luôn này mọi người ơi. Câu hỏi đó chính là, đố mọi người biết trong bộ phim này, nữ chính đã nhận lời yêu của nam chính ở phút thứ bao nhiêu? 10 bạn may mắn trả lời đúng, mẹ sẽ kết bạn để tặng quà nhé mọi người. Điều kiện để chơi đó là đã đăng ký kênh và like cho video này nha. Cảm ơn mọi người. Là Mel, tôi được sinh ra ở... Mà tôi cũng không biết tôi được sinh ra ở đâu nữa. Nói đến đây thì mọi người biết tôi là gì chưa? Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi. Tôi không biết ba mẹ ruột của mình là ai cả. Và cũng không biết lý do tại sao ba mẹ lại bỏ tôi. Mà thôi không sao, dù gì thì giờ tôi cũng có một cuộc sống tốt, có chỗ ăn chỗ ở. Ê, cái con bé Mel này, giờ này vẫn còn ngủ hả? Việc nhà thì đầy ra không ai làm. Mèo, dậy đi, nghe gì chưa? Dạ dạ, thưa gì, con dậy ngay đây ạ. Mặt trời lên đến đỉnh mái nhà rồi, lười thế không biết. Tại hôm qua con làm việc xong muộn quá nên... Ý mày là gì bắt mày làm việc nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi hả? Dạ, con không có ý đó. Trong cái cô nhi viện này, đứa nào mà không chịu làm việc, không chịu nghe lời thì đừng hòng ăn cơm nhé. Con xin lỗi gì ạ, lần sau con không dám vậy nữa đâu. Được rồi, nhớ đấy, chuẩn bị làm việc đi. Dạ vâng, mà sau này Linh nó không gọi mình dậy ta, muộn quá rồi. Nhỏ kia, đứng lại, đứng lại. Ủa, sao vậy? Có gì không? Quần áo chưa giặt đâu, tí giặt đi nhá. Quần áo của tôi giặt hôm qua rồi mà. Còn quần áo của anh, tí giặt hộ anh luôn nhé. Mắc gì, tôi chỉ làm những việc gì mai giao cho. Quần áo của ai thì tự đi mà giặt. Mày dám cãi tao hả? Sao lại không dám? Bích Liên. Ê, con nhỏ kia, không phải chuyện của mình thì đừng xí vô. Cứ thích xí vào đấy, rồi sao? Kệ mình là con trai đến bắt nạt con gái hả? Hèn hạ quá. Gì, mày nói ai hèn cơ? Nói ai người đó tự nhột. Mày, con gái con đứa mà tính như con trai vậy. Còn hơn, ai đó là con trai mà tính như đàn bà. Liên à, thôi được rồi mày. Mày cứ như thế, nó càng được nữa bắt nạt mày đấy. Rồi sao, mày làm gì tao? Ai chả, mạnh mồm phết nhở. Làm như này được không? À đủ, Liên ơi. Ngon thì đứng dậy nói chuyện tiếp này anh bạn. Mày đường lắm, cứ đợi đấy. Tao đợi. Khi nào sẵn sàng thì ra đấu với tao nhá, đồ hèn nhá. Còn mày nữa, cứ để chúng nó bắt nạt vậy hả? Thì tao có mày là bạn thân bảo vệ tao mà. Dù sao thì tao cũng quen với việc này rồi. Mà sao sáng nay mà không gọi tao dậy? Nãy gì và la tao quá trời luôn. Dì bắt mày làm việc đến tối muộn, mãi mày mới được đi ngủ. Nên tao... Làm gì mà tập trung ở đây đông vậy hả? Dạ, con... Còn Mel, nãy tao bảo như nào? Vẫn còn chưa đi làm việc hả? Dì ơi, sao Mel toàn phải làm việc vậy dì? Không lúc nào được nghỉ ngơi. Việc mứa thì bừa ra, không làm thì ai làm cho? Vậy để con làm cùng Mel nha dì. Không, chỉ một mình Mel làm thôi. Làm một mình thì bao giờ mới xong hả dì? Bao giờ xong thì xong, được ăn cơm sớm hay muộn tùy thuộc vào lúc làm xong việc. Nghe rõ chưa Mel? Dạ, con biết rồi ạ. Mình phải cọ cho nhanh mới được, để con vào ăn cơm. Cái Mel đâu rồi? Dạ, con đây ạ, có gì không gì? Dọn sắp xong chưa? Sắp đến giờ ăn rồi đấy. Dạ, cũng sắp xong rồi ạ, chỉ còn cái chậu rửa mặt nữa thôi gì ạ. Đâu, để kiểm tra xem. Ơi, nhìn cái bồn cầu này, vẫn bẩn. Cửa sổ chỗ thay đồ bẩn như này, không biết dọn à? Dạ, con thấy cũng sạch rồi mà. Ý mày là gì đang cố tình kiếm chuyện hả? Dạ, con không có ý đó. Dọn lại hết tất cả đi. Dọn lại từ đầu ạ? Nhưng mà con vừa dọn... Không cãi, bảo dọn lại là dọn lại. Nhưng dì ơi, sắp đến giờ ăn cơm rồi, con dọn không kịp. Đấy là việc của mày, dọn xong muộn thì ăn cơm muộn. Thế thôi, lo mà làm cho sạch vào, không thì đừng trách. Tại sao hôm nay dì khó chịu với mình vậy chứ? Thôi, làm việc thôi Mel, đừng để dì la. Mèo ơi, mày làm xong chưa? Chuẩn bị đến giờ ăn rồi đấy. Tao chưa nữa, chắc tao ăn sau. Sao lâu vậy? Từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xong á? Hay để tao giúp mày nhá. Dù gì tao cũng đang rảnh, xong rồi mình ăn cùng nhau luôn. Cảm ơn mày nha. Có gì đâu, tao với mày là bạn thân mà. Liên đâu rồi? Dạ, con đây dì. Làm gì trong này vậy, ra ăn cơm với con. Dì cứ ăn đi ạ, để con giúp Mèo một tí, lát rồi con với Mèo ăn sau. Ai cần con giúp nó? Bích Liên, đứng dậy cho dì, nhanh lên. Dì ơi, con giúp Mèo cũng là việc tốt mà. Trước giờ có khi nào dì cấm con vậy đâu. Nhưng bây giờ dì cấm, đi ván cơm với dì, mau lên. Còn Mèo, có làm thì mới có ăn, con hiểu ý dì nói chứ? Dạ, con hiểu rồi ạ. Tốt, Bích Liên, đi với dì vào ăn cơm. Ta xin lỗi mày nha Mèo. Nhanh lên nào, dì đói rồi. Chăm chỉ quá nhở, có cần giúp gì không? Tôi không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Làm gì mà gắt thế, cô nhà dọn nhà vệ sinh. Này, giờ này còn chưa được ăn cơm, chắc là đòi nắm ha. Anh làm gì vậy? Tôi vừa lau cửa sổ xong đấy. Thì lau lại, có sao đâu. Đi xuống, không xuống tôi méc gì đấy. Đi méc đi, xem gì sẽ bênh ai. Mày nghĩ gì sẽ bênh mày hả? Không có đâu. Tới giờ ăn rồi mà gì vẫn bắt mày dọn nhà vệ sinh. Ơ kìa, đi méc đi, sao còn đứng đó. Mày nên nghe lời tao đi, ngoan, tao sẽ không làm khó mày. Ơ kìa, nghe tao nói gì không đấy. Ê, con nhỏ này. Dạ, con xong việc rồi thưa dì. Méo xong rồi hả? Lại đi ăn đi mày.
sạch sẽ rồi chứ? Dạ vâng thưa dì. Khoan, đã ai cho ngồi ăn đâu mà ăn? Ủa, sao vậy dì? Mèo làm xong việc rồi mà. Đã xong đâu, còn cái xe của dì, con dọn dẹp sạch sẽ chưa mèo? Ủa, dì ơi. Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào nha con. Mèo nghe dì nói chưa nhỉ? Giờ con đi làm việc đi chứ. Dạ, con biết rồi ạ. Tốt, chúng ta tiếp tục ăn thôi nào. Từ sáng đến giờ mèo chưa ăn gì cả. Hay để bạn ấy ăn trước được không dì? Nhìn nó vẫn mạnh khỏe mà, tí ăn cũng được. Câm cái mồm lại, cần mày nói à? Mới làm có tí việc đã kêu rồi, lau xe mà không sạch đừng hòng ăn cơm. Còn đứng đó. Dạ, con xin lỗi dì, con đi ngay đây ạ. Mèo, mình nghỉ xíu đi, tao mang đồ ăn cho mày nè. Liên, sao mày lại ra đây? Dì biết thì làm sao? Yên tâm, dì đi ngủ rồi. Nè, mày ăn đi không đói, làm suốt từ sáng đến giờ rồi. Thôi, tao không ăn đâu, dì mà biết là... Không ai biết tao ra đây đâu, mày ăn đi mau lên, đói rồi lại ngất ra. Gan cũng to phết nhở. Dì... Có giỏi thì ăn cho dì xem nào. Dạ, con không dám ạ. Biết ngay, thế nào cũng mang cơm cho nhau ăn mà. Thằng, làm tốt lắm. Con mà không nói là tụi này nó định qua mặt bà già này rồi. Dì ơi, là lỗi của con bảo Liên mang đồ ăn cho con, chứ Liên không có lỗi gì hết á dì. Mèo à, mày nói gì vậy? Ai chả biết, Liên nó nghe lời lắm. Chỉ có mày mới có suy nghĩ bật lại bà già này thôi. Dì à, không phải vậy đâu. Đã vậy, cấm không được ăn cơm trưa lẫn cơm tối luôn. Hả? Dì ơi, vậy sao mèo nó chịu nổi ạ? Chịu được hay không thì kệ, ai bảo dám cãi lời. Còn con, đi cho dì về phòng, nhanh. Đáng đời, cho mày chết. Sao mày phải làm vậy? Vì tao ghét chúng mày. Má, cái thằng này. Tôi bye bye nhá, về phòng ngủ đây, ai đó ở lại làm vui vẻ. Mày cứ đợi đấy, cái lại con trai hèn nhát. Thôi, mày cũng về phòng đi. Tao xin lỗi mày nha, vì tao mà mày... Không sao đâu, tao nhịn có một hôm thôi mà. Ngày mai rồi tao ăn bù cũng được. Hay để tao giúp mày lau dọn nha. Cũng được, nếu mày muốn tao bị gì phạt nặng hơn. Như này không được, như kia cũng không được. Mày về phòng đi, tao cũng sắp xong rồi mà. Nhưng mà... Đi về đi. Được rồi, tao về. Nhưng có gì cần giúp phải nói tao đấy. Nghe bảo gì đang nói chuyện với khách. Chuẩn bị có sự kiện gì hả mày? Không, hình như vị khách đó đến nhận con nuôi. Nhận con nuôi sao? Ai mà lại may mắn thế nhở? Tao nghe đâu đó, hình như là muốn nhận nuôi con gái. Con gái? Cả cô Nhi này, có mỗi tao với mày là con gái. Chẳng nhẽ là một trong hai chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu người ta nhận nuôi mày thì tốt rồi, mày sẽ không phải khổ nữa. Nhưng ở đây sẽ chỉ còn mình tao thôi. Nhỡ đâu là mày thì sao? Đừng tiêu cực thế mà. Ai, dù là ai đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn thân nha. Đương nhiên rồi, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu. Mày là người bạn tốt nhất của tao mà. Tao cũng vậy. Kia rồi, con bé đến rồi kìa chị. Ủa, sao mày đứng đó, vào đây mèo. Thật ra thì mèo cũng không cần vô đây đâu, vì người cô Thi nhận nuôi là Bích Liên mà. Dạ, người được nhận nuôi là con ạ. Đúng rồi con có muốn về nhà với mẹ không? Dạ, con có ạ. Nhưng mà con mèo... Tao không sao đâu, mày phải vui lên chứ, chuyện tốt mà. Con bé cũng đồng ý rồi, vậy chúng ta bắt đầu ký tên luôn chị nhở. Dạ vâng. Xong hết rồi, giờ con có thể đưa con bé về. Mẹ cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, sau này con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cô nhớ chăm sóc bạn con thật tốt nha cô. Đương nhiên rồi con gái, cô mong sau này con sẽ có một gia đình thật tốt nha. Dạ, con cảm ơn cô. Sao người cô ấy nhận nuôi không phải mày chứ? Kìa con này, cô ấy nghe được sẽ buồn lắm đó. Bộ mày không muốn hả? Muốn thì có muốn chứ, nhưng tao muốn mày được nhận nuôi hơn. Sau này không có tao ở đây cùng nữa, mày bị bắt nạt, ai sẽ bảo vệ mày? Đã thế còn bị bắt làm việc nhiều nữa chứ. Không sao, không sao đâu. Giờ mày có người nhận nuôi thì sau này tao cũng có thôi mà. Tao mong điều đó sẽ đến sớm với mày, để mày sẽ không phải khổ nữa. Chắc chắn rồi, chúc mày sẽ luôn được hạnh phúc nha. Tạm biệt mày nha mèo, tao sẽ quay lại thăm mày sớm. Tao biết rồi, đi đường cẩn thận nha. Tiễn bạn xong rồi thì biết phải làm gì chưa? Dạ, thưa dì con biết rồi ạ. Đi làm việc luôn đi, còn đứng đấy. Cuộc sống của tôi lại tiếp tục như những tháng ngày trước đây. Sáng ngủ dậy, làm việc, đến tối muộn rồi lại đi ngủ. Mọi thứ cứ như vòng lặp vậy. Và một ngày đẹp trời, điều tốt đẹp cũng đến với tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã có một gia đình của riêng mình. Mèo, dậy chưa? Ngủ giờ này chưa dậy nữa? Chưa cả mở mắt, đã phải nghe giọng người anh trai đáng ghét này rồi. Dậy đi, con gái con đứa, ngủ giờ này không chịu dậy. Anh, kệ em đi, mắc mớ gì sáng nào cũng gọi người ta dậy vậy hả? Dậy đi ăn sáng cùng anh. Không, anh đi mà đi. Lợn này, thích cãi lời không? Gì cơ? Anh nói ai là lợn cơ? Thì đứa nào đứng trước mặt anh này? Đồ đáng ghét, anh còn to cao hơn em đấy. Như anh không có lợn như ai đó. Anh... Ấy, bình tĩnh, không cay không cay. Cứ đợi đấy. Anh vẫn đợi đây, xem làm gì được. Mẹ đây, sao thế con gái? Anh Quảng bắt nạt con mẹ ơi. Tưởng gì chứ, thì ra là đi mép mẹ. Sao cứ bắt nạt em vậy con? Đấy, mẹ nghe gì chưa? Ý anh ấy bảo là con bèo giống lợn đấy mẹ. Thôi được rồi,
Con 22, Mèo cũng 18 rồi, không phải trẻ con. Đừng trêu em vậy nữa. Mẹ nói đúng đấy, ai đó lớn hơn mà chả ra dáng người lớn tí gì. Em, nói lại nghe coi. Ai đó tay bị điếc hả ta? Này Mèo. Thôi thôi, không trêu nhau nữa, con đến giờ đi làm rồi kìa. Con bé này. Trời ơi, anh ngầu dữ ta. Cứ đợi đấy, tôi về viết tay anh. Em sẽ ở nhà vừa ăn vừa xem tivi. Đợi anh trai của em về ạ. Cứ tận hưởng đi. Thưa ba, thưa mẹ, con đi làm đây ạ. Được rồi, đi đi con, sắp xếp công việc ở công ty ổn hết rồi mai nghỉ một hôm con nhé. Ủa, nghỉ làm gì vậy ba? Có chuyện gì quan trọng à? Đúng rồi, ngày mai ba sẽ cho con gặp một người. Người đó sẽ là hôn phu tương lai của con. Hôn phu tương lai? Là vợ sắp cưới ạ? Đúng rồi cô gái, ba của cô bé đó rất thân thiện với ba con, nên hai gia đình đã quyết định sẽ thành thông gia. Nhưng ba à, con làm gì có tình cảm với cô gái đó, sao có thể? Ba biết, nên ba mới quyết định cho hai đứa gặp nhau trước, tìm hiểu nhau một thời gian. Rồi sau đó mới tính đến chuyện kết hôn. Chúc mừng, xin chúc mừng anh trai nha, sắp có vợ rồi. Nhìn có vẻ vui nhờ. Đương nhiên là vui rồi, em sắp có chị dâu mà, sao không vui cho được. Đừng mong chờ quá, chỉ là tìm hiểu, chưa biết có cưới hay không. Con chào ba mẹ, con đi làm đây. Nghe nói hôm nay cô gái đó sẽ đến nhà mình, không biết anh trai dậy chưa ta? Ấy ấy, em chào anh trai, anh dậy rồi đấy ạ. Ghê nhờ, nay dậy sớm thế, không cần gọi luôn. Phải dậy chứ, để còn xem mặt chị dâu tương lai của em. Này, anh hỏi thật nhá, bộ muốn anh kết hôn luôn vậy hả? Đương nhiên, anh già đầu rồi, kết hôn đi là vừa. Gì hả, nói anh già đầu, con bé này. Quảng, con xong chưa, xuống đây đi. À, con xuống ngay đây ạ. Nên nhớ, chỉ là gặp mặt tìm hiểu, nếu không hợp thì sẽ không kết hôn. Nói vậy là sao? Sao chưa gặp mà đã vậy rồi? Này, đợi em với. Con sẵn sàng rồi chứ, Mèo này cũng dậy sớm hả con? Dạ vâng thưa ba. Được rồi, biết mà chị dâu tương lai cũng tốt. Bích Liên, vào đây đi con. Bích Liên, không biết có phải cùng một người không? Dạ, con chào bác, em chào anh Quảng ạ. Bích Liên, đúng là mày rồi. Mèo, sao mày lại ở đây? Hai đứa quen nhau hả? Dạ vâng bác, Mèo với con là bạn thân ạ. Vậy sao, tốt quá rồi, hai đứa thân với nhau, sau này nếu về chung một nhà sẽ thành chị em tốt. Nói vậy, Mèo chính là con gái của bác ạ? Đúng rồi, còn cái người mày sắp cưới kìa, chính là anh trai tao. Kìa anh, chào vợ sắp cưới đi chứ. Gặp mặt nhau xong rồi, sao con đi được chưa ba? Còn có việc ở công ty nữa. Việc gì chứ, không phải ba bảo hôm nay con nghỉ rồi sao? À không sao đâu bác, nếu anh ấy bận quá thì để hôm khác nói chuyện cũng được ạ. Không được, bác đã hứa với ba con rồi. Quảng, con phải ở nhà, công việc để làm sau đi. Rồi, bắt đầu đi. Kìa, anh giới thiệu đi chứ, sao ngồi im xe vậy? Mỏi mồm lắm, mày giới thiệu giúp anh đi. Trời trời, chịu đấy. Mèo, sao lại ngồi đấy, qua đây ngồi với ba. Bích Liên qua kia ngồi đi con. À, con quên mất, qua kia đi chị dâu tương lai. Vậy là con đã gặp quả một lần rồi sao? Dạ bác, lúc đó con tới công ty bác để đưa hợp đồng hộ ba con. Thế con có thích con trai bác không? Dạ, con có ạ, thích từ ngay lần gặp đầu rồi. Cái thích từ lần gặp đầu, tôi nghĩ chỉ là cô thích tôi bởi vẻ bề ngoài thôi, chưa nói lên gì cả. Nhưng giờ gặp anh là lần gặp thứ hai rồi, em vẫn bị thích anh. Hết cãi nha, bác bắt đầu thích con rồi đấy. Dạ, con cảm ơn bác. Mày tiễn tao tới đây được rồi, cảm ơn mày nha. Ok, mày về cẩn thận nha. Tao sẽ sớm là chị dâu của mày đấy nhá. Được rồi, được rồi. Tại sao giờ mình lại có cảm giác không muốn có chị dâu nữa ta? Bích Liên về rồi hả? Bộ anh không thấy à mà còn hỏi. Ủa, bác gì cáu với anh? Thì ai đó hôm qua bảo không thích đâu, mà hôm nay ngồi nói chuyện cả buổi, không thèm để ý tới đứa em gái này luôn. Thì ra là thế, hiểu rồi. Này, anh hiểu gì hả? Không, có gì đâu. Nói nhanh, anh hiểu là hiểu cái gì hả? Đi ngủ đi, ngày mai đi ăn với anh. Mai anh đi ăn với hôn thê tương lai cơ mà. Ồ, thế không muốn đi cùng hả? Em không muốn làm kỳ đà cắn mũi đâu. Đấy đâu mà kỳ đà cắn mũi, mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi mà. Ha, nói cũng có lý. Thế mai anh cho em đi cùng với nhá, ở nhà chán lắm. Ok, nhất trí. Được rồi, em đi ngủ đây, mai còn dậy sớm nữa. Hello Liên nha, ta đến rồi đây. Ủa, em tưởng chỉ có hai chúng ta thôi chứ, sao mày cũng đi vậy Mèo? Ở nhà chán lắm, anh Quảng rủ ta đi cùng cho vui. Sao vậy, có vẻ cô không thích nhỉ? À, em không có ý đó, hai người ngồi đi, chúng ta gọi món. Cô thích ăn gì? Dạ, em thích ăn sushi ạ. Mèo ăn, mà thôi anh biết rồi, khỏi nói. Nhớ thêm tương ớt nữa nha anh. Ok luôn. Coi bộ, anh hiểu Mèo nhỉ? Đương nhiên phải hiểu nhau rồi, anh ấy với ta là anh em mà mày. Thôi quên mất, chắc tao nghĩ nhiều quá rồi. Quý khách đã chọn được món chưa ạ? Được rồi đây, anh lấy giúp tôi nhiều món này nhé. Dạ, được ạ. Mà hai anh chị có phải một cặp đôi không ạ? Phải, chúng tôi là một đôi này anh. Ý tôi là hai người mặc đồng lai cơ. Tôi á hả? À không, hai bọn tôi
tôi là anh em vậy thôi. Vậy thì tiếc quá, nhà hàng chúng tôi đang có chương trình cặp đôi mặc đồ đôi sẽ được giảm 50%. Mèo, đổi chỗ đi, đáng nhẽ mày phải ngồi đây chứ. Mặc đồ gì không mặc, thiếu đồ mặc hả? Làm người ta hiểu lầm là người yêu anh Quảng rồi kìa. Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Cô ăn đi, muốn ăn gì nữa thì gọi nha. Dạ em cảm ơn anh. Hôm qua còn tỏ thái độ không thích mà hôm nay quan tâm nhau dữ. Anh trai ơi là anh trai. Thế còn Mèo, muốn ăn gì nữa thì... Anh ơi, cho em cầm quyển menu ra đây nhá. Người khác đỡ phải gọi nhiều lần anh ạ. À. Xe của anh đây ạ, anh để em về với nha. À, cũng được. Em cảm ơn anh ạ. Nhưng đấy là khi tôi đi một mình, còn hôm nay tôi đi cùng em gái tôi mà. Xin lỗi cô nha. Thì để Mèo về taxi cũng được mà anh. Cô về taxi cũng được mà. Anh Quảng à. Xin lỗi cô lần nữa, tôi phải đưa em gái tôi về. Ba mẹ tôi sẵn rồi. Vâng, được thôi, anh đưa em gái anh về đi. Không ấy, anh đưa Bích Liên. Lên xe mau lên, đến giờ về rồi. Tao về trước nha Liên, mày về cẩn thận nha. Này, sao anh không đưa Bích Liên về? Như thế là mất điểm rồi đấy. À đâu, có định ghi điểm đâu, trừ điểm càng tốt. Sao anh lại nói thế? Vậy mà nãy trong quán cơm còn tỏ ra quan tâm. Để xem em có tỏ thái độ như này không đấy. Giờ thì biết rồi. Biết là biết gì hả? Thái độ gì cơ? Này không biết được, để em từ từ bộc lộ. Thật vậy sao? Đúng rồi mẹ ạ, còn chuyện này nữa. Dạ, con chào bác ạ. À, Bích Liên, tới chơi đấy hả con? Dạ vâng, anh Quảng có nhà không bác? Nay con định rủ anh ấy đi ăn sáng với con. Có chứ con, để ba gọi nó xuống. Quảng ơi, Liên tới nhà tìm con này. Sang tìm mỗi anh Quảng thôi hả? Không cả chào tao luôn. Ê, tao quên mất, chào mày nhá. Sao lâu vậy ta? Mèo, lên gọi anh con xuống đi. Dạ mẹ. Làm gì mà lâu thế? Mẹ đợi anh ở dưới kia kìa. Sợ kiểu gì đấy, nay lại ghét anh à? Gì? Ghét từ trước giờ mà. Có khi nào quý đâu. Để xem lý do gì khiến em gái anh ghét anh nào. À, Quảng đây rồi. Liên định rủ con đi ăn sáng đấy. Nhưng con định đến công ty bây giờ, xin lỗi cô nha, tôi bận rồi. Kìa Quáng, con bé đã đến tận đây rồi, con định để nó đi về sao? Dạ, không sao đâu bác, để hôm khác cũng được ạ. Không được, hôm nay con phải đi với Liên, công việc để mai đi. Nhưng mà mẹ à, con... Đây là mệnh lệnh. Vâng, con sẽ đi cùng cô ấy, Mèo đi cùng anh không? Ờ, em với anh không thể đi riêng với nhau được ạ. Có Mèo đi cùng, càng vui mà, có sao đâu. Nhưng mà đây là hôn thê của con, ai cũng muốn có không gian riêng tư mà. Chắc anh ấy không muốn đi với con. Không phải đâu, con đừng nghĩ thế. Quảng, đưa con bé đi đi, đừng đứng đấy. Dạ được rồi mẹ. Mẹ mong hai đứa nó sẽ thành một đôi, để mẹ còn có cháu bồng nữa. Dạ vâng. Mèo, ngủ rồi hả? Dạ anh cho cái này nè. Ai dạ, đi chơi về rồi đấy à? Này, ngô nướng, trứng nướng, anh mua về cho này. Đi chơi với bạn gái mà vẫn nhớ về đứa em này cơ. Mèo cũng thấy rồi còn gì, anh còn muốn đi đâu đâu. Lúc đấy hoàn cảnh bắt buộc thôi. Ờ, em có cần anh giải thích đâu. Tả lao, có ngô nướng với trứng nướng là ngon rồi. Dạ mẹ, con đi chút việc, tầm chiều con về ạ. À. Vâng, con chào mẹ. Cô ơi, cô cho tôi hỏi với. À, có gì không anh? À, đường này có ra được thành phố Bắc Ninh không cô? À, đường này hả? Có đấy, anh cứ đi thẳng rồi. Mèo à, nghe anh nói gì không? Em à, tỉnh lại đi, nghe anh không? Mèo. Ủa, gì vậy? Anh, đây là đâu? Em bị đánh thuốc mê đấy. Em bị đánh thuốc mê? Ai đã làm chuyện này vậy? Chúng ta đi thôi, trước khi hắn tỉnh dậy. Dạ, con chào mẹ. Con đi đâu bây giờ mới về nhà? Dạ, nãy trên đường con bị... Mày đi ba thì mày nói thật cho bác gái nghe đi. Mày đang nói gì vậy? Tao đâu có đi ba. Sự thật là... Mẹ không ngờ con lại hư hỏng như vậy. Toàn đi vào mấy chỗ không ra gì. Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã. Con đi trên đường, bị người ta đánh thuốc mê. Rồi con bị bất tỉnh. Ai dạy con nói dối vậy hả? Không còn lý do khác nào để biện minh sao? Mẹ... Bắt đầu từ hôm nay, con không được ra khỏi nhà. Đồng thời không được ăn uống từ giờ đến hết ngày mai. Bác ơi, Mèo chỉ phạm sai một lần thôi. Bác tha lỗi cho cậu ấy đi ạ. Con khỏi bênh vực, con không mau lên phòng. Dạ, con đi ngay ạ. Mẹ à, chuyện Mèo về muộn là vì... Con khỏi cần nói, mẹ biết rồi. Cấm Mai được lại gần và mang cơm cho nó. Ủa, anh, sao anh lại vào đây? Mẹ anh biết thì sao? Thì kệ, thế em nhịn đói anh không chịu được. Anh có mang đồ ăn cho em này, em ăn đi. Từ hôm qua tới giờ em không ăn gì rồi. Em không ăn đâu, em không dám cãi mẹ đâu. Anh mang xuống đi. Nhưng bây giờ mẹ ngủ rồi, không ai biết đâu. Em không nghĩ cho mình thì em cũng phải nghĩ tới người đang lo lắng cho em chứ. Anh không nói với tư cách là một người anh trai. Anh nói với tư cách là... Ai, giờ em không chịu nghe lời đúng không? Anh không cần lo cho em cũng có lỗi ra trong chuyện này mà. Lỗi không phải của em. Anh sẽ tìm ra người đứng sau chuyện em bị đánh thuốc mê. Anh biết người đó là ai rồi. Nhưng anh cần có bằng chứng rõ ràng hơn thì mẹ mới tin. Anh nghĩ đó là ai? Em đợi anh, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Không, con chưa sẵn sàng. Bên nhà đó đã sẵn sàng hết rồi. Con bắt buộc phải kết hôn với Bích Liên. Chuyện gì vậy? Sao mẹ lại to tiếng thế ta? Nhưng con không có tình cảm với cô ta. Con không kết hôn đâu. Có chuyện gì vậy mẹ? Con xuống mà xem. Anh con không chịu kết hôn. Giờ không chịu nghe lời mẹ nữa đúng không? Mẹ à,
có rất nhiều thứ mẹ chưa hiểu hết về người tên Bích Liên ở đâu. Con bé đó rất ngoan ngoãn, được giáo dục tốt, không như một số người được giáo dục nhưng vẫn hư hỏng. Mẹ tin là người ngoài hơn con của mẹ sao? Đi cả đêm mới về, còn lý do nào khác ngoài chuyện đó? Mẹ cho con thời gian đi, 3 ngày con sẽ có được bằng chứng cho mẹ. Và ai mới là người xấu? Được, còn nếu không có gì thì con phải kết hôn với Bích Liên theo ý của ba mẹ. Lúc đó con nghĩ mẹ sẽ không muốn nhắc tới chuyện kết hôn này nữa đâu. Mày có gì mà nói với tao hả? Mày tránh xa anh Quảng ra đi. Tránh xa anh Quảng? Ủa, sao tao phải làm vậy? Anh ấy là anh trai của tao mà. Anh trai á? Mày chỉ lấy cái danh vị đó để được ở bên ảnh thôi. Chứ thật ra, trong lòng mày yêu anh ấy đúng không? Sao? Sao mày lại nghĩ vậy? Mày ơi, tao không cần nghĩ nó cũng đập ra trước mắt tao rồi. Tao chưa từng có ý nghĩ như vậy. Mày bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mày không nghĩ, nhưng mày có chắc anh Quảng không để tâm tới mày không? Mày đang cố tình không hiểu đấy. Người không hiểu chuyện ở đây là mày, chứ không phải tao. Chẳng có đứa con gái nào có thể lẳng lơ đến mức biết người ta sắp có vợ rồi vẫn dính lấy. Mày quên rồi hả? Tao với anh ấy là anh em. Là anh em, nhưng không phải anh em ruột. Những gì anh ấy làm cho mày, anh ấy quan tâm, lo lắng cho mày, đó không phải tình anh em. Dù sao quyết định cũng là anh ấy, không ai ép buộc được đâu. Nhưng mà mẹ anh ấy thì ép buộc được đấy. Dù sao thì đứa con gái yêu của họ cũng là đứa đi chơi quán bar đến tận đêm mới về cơ mà. Mày biết đó không phải sự thật, tại sao mày phải nói dối cho mẹ tao nghe? Thì để mẹ mày ghét mày, thấy mày là đứa hư hỏng rồi sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Ai, nhưng tiếc quá, kế hoạch không như dự định, mày chỉ bị phạt thôi. Tại sao? Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao với mày là bạn thân mà. Bạn thân á? Nếu như mày không xen vào giữa tao với anh Quảng thì tao vẫn coi mày là bạn. Nhưng mày đã phản bội tình bạn này rồi, giờ thì thân ai nấy lo thôi. Tao hỏi lại mày lần cuối, mày có tránh xa anh Quảng ra không? Tao không. Nếu như mày đã không coi tao là bạn thì mắc gì tao phải tránh xa gia đình của tao vì mày. Mày được lắm mèo, mày cũng mạnh mồm đấy. Nhưng mày biết không, một khi tao đã yêu thì tao có thể làm tất cả mọi thứ để giành lại người tao yêu. Kể cả là phải... Phải gì chứ? Mày định nói gì? Trận này thua đồng nghĩa với mày sẽ thất bại, còn tao sẽ đứng trên mày. Quá rõ ràng rồi mèo à. Mình phải đến nhà anh Quảng chơi, bác gái sẽ thích cái này lắm cho coi. Ủa, khoan đã. Bích Liên đây dạ em sao? Vâng, hôm qua em vừa gặp, bọn em đã nói chuyện với nhau. Con lẻo mép. Mày đi kể hết với anh Quảng để anh nghĩ tao là người xấu. Chuyện đó em không cần lo, anh còn ở đây, cô ta sẽ không dám làm gì em đâu. Dạ vâng. Có chuyện đêm hôm đó, cảnh sát đã bắt được kẻ xấu đó rồi. Anh còn một số bằng chứng nữa để kết tội Liên. Hả? Anh ấy đã biết chuyện. Nhớ những lời tôi dặn chưa? Dạ, thưa cô. Anh phải đánh thuốc mê nó, rồi đem nó tới đây. Còn anh muốn xử, anh muốn làm gì nó, tùy anh. Làm xong, tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền hả? 20 triệu, được chưa? Nhìn tiểu thư giàu thế này, mà chỉ cho tôi mỗi 20 triệu là không bỏ công tôi làm vụ này. Gấp đôi. Được đấy, tôi đồng ý. Không thể nào, cái thằng đó sẽ nói hết sự thật với cảnh sát. Cuộc đời mình sẽ tiêu ngay. Được, đã đến nước này rồi, quay lại cũng không được nữa. Con nhỏ mèo. Bọn con về rồi đấy mẹ. Liên, mày cũng ở đây hả? À, Liên nói với mẹ là muốn ngủ lại ở đây một hôm. Hai đứa không có vấn đề gì chứ? Nhà có không về, ngủ lại đây làm gì vậy? Ờ, cái thằng này, trước sau gì con bé cũng về đây làm dâu mà. Chuyện đó chưa chắc đâu mẹ. Anh Quảng sao vậy? Sao anh cứ tỏ ra ghét em quá vậy ạ? Cô đã làm những gì để tôi phải ghét cô thì tự bản thân cô biết. Đi thôi mèo, em lên phòng ngủ đi. Dạ, con xin phép mẹ. Mèo, đồ không biết xấu hổ. Tao đã cảnh cáo trước mày rồi, là tránh xa anh Quảng ra, nhưng mày không nghe. Tao có gì không bằng mày chứ? Tại sao anh Quảng lại chỉ yêu mình mày? Vì là bạn thân, nên tao đã cảnh báo trước. Nhưng mày vẫn cứng đầu, thì đừng có trách tao. Cô làm gì ở phòng của mèo vậy? Anh Quảng. Ủa, có chuyện gì vậy? Liên, sao mày lại ở trên giường tao? Tay, sao tay mày lại cầm? Bích Liên, con đang làm gì vậy? Bác gái, con không làm gì hết. Mọi người hiểu lầm rồi. Con mà sang chậm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra mẹ à. Không phải như những gì bác thấy đâu bác. Con... Không phải như vậy thì là như nào hả con? Cô nói hết ra đi, kể cả việc cô thuê người đánh thuốc mê mèo và hôm đó nữa. Cố tình nói dối với mẹ tôi, để mẹ tôi phạt mèo. Có thật không, Bích Liên? Con... Bác không ngờ, người mà bác quý mến, tin tưởng mấy lâu nay lại là một kẻ xấu xa như vậy. Con về nhà đi, chuyện cưới xin bác sẽ bàn bạc lại với ba mẹ con sau. Con xin lỗi bác. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã tin tưởng người ngoài mà không tin con. Không sao đâu mẹ, chuyện cũng qua hết rồi, con không trách mẹ đâu. Từ giờ mẹ sẽ không bắt con lấy người mà con không thích nữa. Hãy lấy người mà con yêu nha. Mẹ nói rồi nha, mẹ đồng ý cho con lấy người mà con yêu rồi đấy. Ừ, mẹ đồng ý, nhưng cô gái đó phải tốt, phải có đủ phẩm chất, tính cách như em gái con. Anh nói gì? Không được đâu, em là em gái anh mà. Chỉ là em gái nuôi thôi mà, vẫn yêu, vẫn cưới được.
anh chắc chưa? Em trẻ trâu, ngủ nướng, anh chịu được không? Em thành em bé, ngủ hai ngày anh cũng chịu được nữa mà. Thật không đó? Đương nhiên rồi, Mèo à, anh yêu em. Ôi, nghe nó cứ không quen kiểu gì. Không quen cũng phải tạo lòng quen, anh không biết đâu. Từ anh em là người yêu của anh. Hả? Cái gì? Người yêu? Muốn tổ chức đám cưới trong năm nay? Không được đâu. Tại sao ạ? Hai đứa là anh em trong nhà mà. Nhưng không phải anh em ruột. Đã thế Mèo còn có đủ tính cách và phẩm chất như mẹ con. Ờ ha, cũng có lý. Thôi được rồi, yêu nhau lắm đúng không? Thương nhau lắm chứ gì. Dạ vâng ạ. Vậy thì cưới thôi. Cưới thôi, chần chờ gì nữa.